đủ thứ y phục khác nhau. Người thì mặc y phục của người, súc sinh thì mặc y phục da lông, phi cầm thì mặc y phục lông. Đủ thứ sự ăn uống khác nhau, có loài thì ăn thịt sống, có loài thì ăn cỏ, có loài ăn phân, đủ thứ đồ vật. Mỗi loài ở chỗ của mỗi loài, thân xóm tụ lạc thành ấp, cung điện cho đến tất cả trời rồng quỷ thần, người chẳng phải người. Không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Đủ thứ các loại như đã nói ở trên như vậy, tôi đều biến hóa ra thân của họ, để giáo hóa họ, phục vụ họ, cúng dường họ, như kính cha mẹ, như thờ sư trưởng và A-la-hán, cho đến giống như cúng dường Phật, đồng nhau, không có sự khác biệt. Chúng sinh thường có 84.000 thứ bệnh tật, Bồ Tát bèn dùng 84.000 thuốc hay để đối trị 84.000 thứ bệnh tật, cho nên nói làm thầy thuốc hay. Thầy thuốc hay là bác sĩ tinh thông y thuật, họ đối với bệnh chúng sinh giống như đối với bệnh của chính mình, dùng đủ thứ phương pháp để chữa lành cho họ. Chúng sinh có lúc đi sai đường, tuy họ có mắt nhưng chẳng biết đường nào tránh, đường nào tà, cho nên có lúc đi lầm vào đường tà. Bồ Tát bèn chỉ dẫn họ đi trên con đường tránh. Giống như hiện tại, có rất nhiều thanh thiếu niên chẳng biết đi trên con đường tránh, chỉ biết lười biếng uống rượu, hút xỉ ke ma túy, đi trên con đường sai lầm. Lúc đó Bồ Tát dùng đủ thứ phương pháp dẫn dắt chúng sinh đi về con đường tránh. Đối với chúng sinh ở trong đêm tối biểu thị người chẳng minh bạch Phật Pháp. Người chẳng minh bạch Phật Pháp đều đang ở trong đêm tối, minh bạch rồi thì đắp được ánh sáng. Chẳng minh bạch Phật Pháp thì sẽ làm việc điên đảo. Minh bạch rồi thì mới biết đi trên con đường chánh đại quang minh. Cho nên đối với chúng sinh chẳng minh bạch Phật Pháp thì khiến cho họ minh bạch để họ được ánh sáng. Đối với những người bần cùng thì khiến cho họ đắc được vàng bạc lưu ly bảo tạng. Bồ Tát bình đẳng không phân biệt lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Tại sao vậy? Vì nếu như Bồ Tát hành Bồ Tát đạo luôn luôn tùy thuận chúng sinh, hay tùy thuận chúng sinh tức là tùy thuận chư Phật, tức cũng là cúng dường chư Phật. Vì tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt, đối với tất cả chúng sinh đều cung kính hầu hạ, tức cũng là tôn trọng, cung kính, cúng dường Như Lai. Nếu khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, tức là khiến cho tất cả Như Lai cũng sinh tâm hoan hỷ. Cho nên người xuất gia nói, giữ miệng nhiếp ý, thân đừng phạm, chớ não tất cả các hữu tình, đừng khiến cho tất cả chúng sinh sinh phiền não, khổ hạnh vô ích sẽ xa lìa. Đừng tu khổ hạnh vô ích, như vậy hành giả sẽ độ đời. Được như vậy thì mới có thể giáo hóa chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh hoan hỷ thì chư Phật Như Lai cũng hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì chư Phật với chúng sinh là một thể, Phật cũng tức là chúng sinh cũng tức là Phật. Phật là chúng sinh đã thành Phật, chúng sinh là chúng sinh chưa thành Phật. Chúng ta với Phật như nhau, tương lai là bình đẳng, cho nên Phật giáo khác với các tôn giáo khác, tức cũng là vì Phật giáo rất là bình đẳng. Tại sao chúng sinh hoan hỷ? Thì Phật hoan hỷ. Vì chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm bổn thể, vì chúng sinh mà sinh tâm đại bi, nhờ tâm đại bi mà sinh tâm bồ đề, nhờ sinh tâm bồ đề mới thành Phật chánh đẳng chánh giác. Ví như ở nơi hoang dã cát đá có cây đại thụ to lớn, nếu rễ được nước thì cảnh lá hoa quả đều sung xuê tươi tốt. Hiện tại chúng sinh ở trong sinh tử hoang dã cát đá, cây bồ đề tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo ở dưới cội bồ đề, cũng giống như cây bồ đề rất lớn ở nơi sinh tử hoang dã cát đá. Tất cả chúng sinh đắc được lợi ích mới có thể thành tựu vô lượng vô biên và trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì chư Phật Bồ Tát dùng nước đại bi để lợi ích chúng sinh. Nước đại bi là tâm tánh từ bi, đối với tất cả chúng sinh đều từ bi thường xót nên gọi là nước đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát tụng chú đại bi gia trì nước đại bi lợi ích chúng sinh. Tay cầm cành dương và tay cầm tịnh bình của Bồ Tát Quán Âm là hợp dụng. Dùng cành dương nhúng nước trong tịnh bình, Bồ Tát Quán Âm thường niệm chú đại bi gia trì nước đại bi trong tịnh bình, dùng nước đại bi này lợi ích chúng sinh. Cho nên phải dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh để tăng thêm quả vị thì sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng là quả vị Bồ Tát đắc được, hàng nhị thừa đắc được giác ngộ, chứng được quả vị thanh văn hoặc duyên giác. Đây chỉ là tự giác, chẳng phải là chánh đẳng. Chánh đẳng là Bồ Tát, tuy đắc được chánh đẳng nhưng chưa đắc được vô thượng, cho nên Bồ Tát gọi là hữu thượng sĩ. Phật gọi là vô thượng sĩ vì Phật đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác mới thành tựu quả vị Phật. Nếu Bồ Tát chẳng lợi ích chúng sinh, chẳng dùng nước đại bi giáo hóa chúng sinh thì chọn không thể thành Phật, cho nên phải tự lợi lợi tha mới có thể thành Phật.
Do đó Bồ Đề thuộc về nơi chúng sinh, Bồ Đề là từ chúng sinh mà ra. Nếu không có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát chọn không thể thành Phật. Tại sao vậy? Vì chẳng có chỗ đi làm công đức. Chúng sinh thì ở trước Tam Bảo làm công đức, Bồ Tát thì ở trước chúng sinh làm công đức. Bồ Tát lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh liều khổ được vui, chấm dứt sinh tử, bỏ mê về giác. Thiện nam tử, ngươi đối với đạo lý và ý nghĩa này nên hiểu như vậy. Vì Phật, chúng sinh và tâm là ba mà một, một mà ba. Phật, chúng sinh và tâm là ba thứ không thể nghĩ bàn, nhưng tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Phật, tâm và chúng sinh là một thể ở trong vô hình là một. Người có tư tưởng giải thích đạo lý này như vậy thì mới có thể thành tựu viên mãn tâm đại bi. Dùng tâm đại bi tùy thuận chúng sinh thì được thành tựu công đức cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sinh như vậy, dù cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, nhưng tùy thuận của con đây không khi nào hết được. Bổn lai cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh vĩnh viễn không thể nào hết. Cho dù chúng không còn nữa, nhưng nguyện lực này của con không bao giờ hết. Tâm niệm này, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý ba nghiệp vĩnh viễn hành trì nguyện lực này, vĩnh viễn không nhả mỏi. Lại nữa, thiện nam tử, nói hồi hướng khắp hết là từ lúc ban đầu lễ lạy cho đến tùy thuận hết thảy công đức, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh tận pháp giới hư không giới, nguyện khiến cho chúng sinh thường được an lạc, không có các bệnh khổ, muốn hành pháp ác đều không thành tựu, tu các nghiệp thiện đều sớm thành tựu, đóng cửa tất cả các loài ác, mở bày con đường trời người niết bàn. Nếu các chúng sinh đã tích tập các nghiệp ác, chiêu cảm tất cả quả khổ rất nặng, thì con thọ thế cho họ, khiến cho những chúng sinh đó đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, dù cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng hồi hướng của con đây không hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không nhàm mỏi. Thiện nam tử, tôi lại nói thế nào là đều hồi hướng khắp? Từ nguyện thứ nhất lễ kính chư Phật cho đến luân thuận chúng sinh, trong những thời gian này tu những hạnh môn này có vô lượng công đức, bây giờ đem những công đức đó hồi hướng hết, tức cũng là bố thí cho tất cả chúng sinh tận pháp giới hư không giới, mong muốn những công đức đó khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn thường được an lạc, tất cả các bệnh khổ đều được tiêu trừ. Nếu như chúng sinh hành pháp ác đều khiến cho họ không thành tựu, còn tu các nghiệp thiện thì đều sớm được thành tựu, đóng bít cửa tất cả các đường ác, địa ngục ngạ quỷ, súc sinh, Atula, mở bày ra con đường trời người, nói rõ cho mọi người biết làm người như thế nào. Nếu muốn làm người thì phải thọ năm giới, nếu muốn sinh về cõi trời thì phải thọ năm giới, làm người điều lành. Bạn muốn đắc được niết bàn thì phải tu bốn đế, 12 nhân duyên, lục độ. Tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo thì sẽ đắc được thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn an vui. Nếu thuở xưa các chúng sinh đã tích tập nhiều nghiệp ác, chiêu cảm tất cả quả khổ rất nặng, thì Bồ Tát Phổ Hiền tôi nguyện thọ quả khổ thay thế cho họ, khiến cho những chúng sinh đó đều được giải thoát, vô câu vô thúc, vô quá hay vô ngại, chẳng có quả khổ chướng ngại, rốt ráo thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các bạn hãy nhìn xem, Bồ Tát Phổ Hiền thật là quá từ bi. Nếu chúng ta chẳng tu hành thì thật là có lỗi với Bồ Tát Phổ Hiền. Hiện tại chúng ta chẳng thọ khổ nhiều là do Bồ Tát Phổ Hiền đã thay thế chúng ta thọ rất nhiều rồi. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền chẳng nói với chúng ta rằng, tôi đã thay thế các vị thọ khổ rất nhiều, khổ một ngày, khổ một năm, khổ một đời. Tôi đã thay thế các vị thọ rồi, hiện tại các vị nên cảm tạ tôi, mời tôi ăn cơm hoặc ăn bánh uống trà, các vị nên cảm tạ tôi. Không có, ngài cũng không cần bạn cảm tạ ngài, cũng không cần bạn mời ngài. Chúng ta nghe kinh chỗ này nên khóc lóc rơi lệ để cảm tạ Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát tu hồi hướng hết thảy công đức như vậy, hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, đây là việc nên làm của Bồ Tát. Bồ Tát chuyên lợi ích cho người khác, chẳng phải lợi ích cho chính mình, cho nên công đức đắc được đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Dù cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nhưng nguyện được hồi hướng của con đây vĩnh viễn không hết được. Mà hư không chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh vĩnh viễn chẳng bao giờ hết. Cho dù những thứ đó có hết, nhưng nguyện lực hồi hướng của con đây vẫn không khi nào hết được. Niệm lực này vẫn liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp của con luôn tu 10 lời nguyện này vĩnh viễn không khi nào nhàm mỏi, ngày đêm tinh tấn hành pháp môn nguyện vương này. Hiện tại mọi người đã minh bạch 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền rồi. 10 nguyện lực này và hư không
tranh dài ngắn, dù hư không chẳng còn nữa, nguyện lực của Ngài cũng không bao giờ hết. Mười nguyện phương này chẳng phải chỉ riêng Bồ Tát Phổ Hiền tu trì. Nếu chỉ riêng một mình Ngài tu mười nguyện phương này, thì Ngài cũng không cần phát biểu mười điều nguyện phương này ở trong Kinh Hoa Nghiêm, dạy chúng ta, tất cả chúng sinh đều tôn chiếu mười điều nguyện phương này tu hành. Ngài phát tâm rộng lớn, vô biên, tâm lượng hư không, tâm lượng đồng pháp giới này, đem hết thảy công đức của mình đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy chúng sinh và nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền hợp thành một, tức là hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Hết thảy Bồ Tát lại đến giáo hóa chúng sinh, chẳng phải nói chỉ có Bồ Tát Phổ Hiền, một người mới là Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu bạn y chiếu 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này mà tu hành, thì bạn tức cũng là Bồ Tát Phổ Hiền. Tôi y chiếu 10 điều nguyện vương này của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành, tôi tức cũng là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là tiện lợi, hiền là hiền thánh, nghĩa là khắp cùng pháp giới. Tất cả chúng sinh đều xưng là hiền thánh, cho nên nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này chẳng riêng để cho Bồ Tát Phổ Hiền dự bị, mà là sợ chúng sinh chẳng minh bạch tu hành như thế nào, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền mới phát tâm đại từ đại bi, phát minh 10 đại nguyện vương, kêu bạn y chiếu đại nguyện vương này mà tu hành. Cho nên bạn nghe 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền rồi không nên nói: đây là vì Bồ Tát Phổ Hiền nói, chẳng phải vì tôi nói. Chúng ta nghe phương pháp tu hành 10 đại nguyện vương rồi cũng nên phát đại nguyện này y pháp tu hành. Thiện nam tử, đó là 10 đại nguyện đầy đủ viên mãn của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát đối với đại nguyện này tùy thuận hướng về thì sẽ thành tục tất cả chúng sinh. Sẽ tùy thuận an hậu đa la tam miệu tam bồ đề thì sẽ thành tựu viên mãn các biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thiện nam tử, đó là 10 đại nguyện đầy đủ viên mãn của Đại Bồ Tát. 10 đại nguyện này chẳng phải chỉ mình Bồ Tát Phổ Hiền tu, tất cả chúng sinh cũng có thể tu 10 đại nguyện phương này. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều do 10 đại nguyện phương này mà thành tựu. Chúng ta chúng sinh muốn thành tựu quả Phật thì nên y chiếu 10 đại nguyện phương này mà tu hành. 10 đại nguyện này phải đầy đủ viên mãn, phải đồng với sự phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đừng có tu hành nửa chừng rồi bỏ, thay đổi lúc ban đầu. Ở đây không thể thay đổi, nếu thay đổi thì chẳng đầy đủ cũng chẳng viên mãn, vĩnh viễn đều không thay đổi. Dù hư không có hết, chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng tiêu hết, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nhưng 10 nguyện này không thể hết được. Nếu như hết thảy tất cả Bồ Tát y chiếu 10 đại nguyện phương tu hành, 10 đại hạnh môn thú nhập vào 10 đại nguyện này, 10 đại nguyện này tức là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo cũng tức là 10 đại nguyện vương, pháp và người biến thành một thể, chẳng có sự phân biệt. Đây gọi là tùy thuận thú nhập, y chiếu 10 đại nguyện vương tu hành thì sẽ thành thục được tất cả chúng sinh. Thế nào gọi là thành thục tất cả chúng sinh? Chúng sinh chẳng có căn lành thì dạy họ tu 10 điểm nguyện vương khiến cho họ trồng căn lành. Như tất cả chúng sinh chẳng biết hiếu thuận cha mẹ là điều tốt, thì bạn giáo hóa họ khiến cho họ biết hiếu thuận với cha mẹ. Đây cũng là một phương pháp khiến cho chúng sinh trồng căn lành. Vì trong trời đất, vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là vạn điều ác thì dâm đứng đầu, trăm việc thiện thì hiếu số 1. Con người với xúc vật khác nhau ở chỗ, con người biết hiếu thuận với cha mẹ, cung kính sư trưởng, còn xúc sinh thì chẳng nói đến sự hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận là căn bản của con người, nếu người nào chẳng hiếu thuận thì không có căn lành, cho nên phải hiếu thuận với cha mẹ. Người đã có căn lành thì trợ giúp họ tăng trưởng. Như khi Lục Tổ Đại Sư ở nhà thì hàng ngày lên núi đốn củi, cánh củi ra chợ bán, mua gạo đem về nhà phụng dưỡng mẹ già. Đây là ngày trồng căn lành. Lục Tổ Đại Sư vốn là người có căn lành, bất quá đây là một thứ cảnh giới của Bồ Tát. Một ngày nọ khi ngài đang cánh củi thì nghe một người tụng kinh Kim Cang, tụng đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ngài bèn khai ngộ. Vị khách đó cho ngài 2 lạng bạc, kêu ngài để dành tiền nuôi mẹ già và đem chút tiền đi đến Huỳnh Mai cầu pháp. Đây là trợ giúp ngài trồng căn lành, trợ giúp ngài thành tựu đạo nghiệp. Người đã tăng trưởng căn lành thì trợ giúp họ thành thục, thành tựu đạo nghiệp. Chúng sinh thành thục tức là thành Phật, quả Phật thành thục thì sẽ tùy thuận y chiếu con đường đạo này tu hành mà thành tựu an hậu đa la tam miệu tam bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng cao hơn Bồ Tát, chánh đẳng vượt qua nhị thừa, chánh giác vượt qua phàm phu. Đây là một tên gọi siêu phàm đều thánh, đắc được quả Phật. Tu hành 10 đại nguyện vương thì sẽ thành tựu viên mãn các biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền chuyên môn viên mãn đầy đủ nguyện của tất cả chúng sinh. Chúng sinh cầu gì thì Ngài cho cái đó.
có một lần Bồ Tát Phổ Hiền ở trong chùa làm hành đường. Người xuất gia dùng cơm với nhau ở trong chai đường, ngồi hai bên mặt đối diện với nhau, mỗi người có một bình bát ở trước mặt. Bồ Tát Phổ Hiền bèn giúp mọi người thêm cơm, thêm trà. Hai bên hông của Ngài mang hai cái túi dài, cũng có xì dầu, muối, ớt, đường, vân vân các gia vị, đi đến chỗ mỗi vị thầy. Nếu ai cần muối thì Ngài cho thêm chút muối, cần gì thì cho nấy. Nhưng nói cũng rất lạ, Ngài làm mọi người tọa nguyện như vậy. Khi Ngài cho thêm muối thì vị thầy khác kia còn nói: đừng có cho tôi nhiều muối, cho người khác ít một chút. Nói chung Bồ Tát Phổ Hiền khó mà làm tọa nguyện tất cả mọi người. Bạn cho họ nhiều thì họ nói nhiều, cho họ ít thì họ lại hiểm ít. Hoặc bạn cho họ thì họ không cần, bạn không cho họ thì họ nói bạn khinh họ, đối xử với họ không tốt. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền chẳng dễ gì làm mãn nguyện chúng sinh. Vậy phải chăng đừng lo cho họ? Càng như vậy thì càng phải hành khổ hạnh, tu khổ hạnh. Có người đánh bạn, mắng bạn, khinh bạn, tức là thử thách bạn, xem thử bạn thành tâm hay chẳng thành tâm. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền có rất nhiều, chẳng phải chỉ 10 đại nguyện vương này. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền như biển cả, chúng ta cũng nên lấp cho đầy biển nguyện. Cho nên thiện nam tử, người đối với nghĩa này nên biết như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng bảy báu tốt đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới vô lượng vô biên, bất khả thuyết cõi Phật, đầy khắp mười phương, và đồ tối thắng an lạc của trời người bố thí cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đó, cúng dường cho chư Phật Bồ Tát trong tất cả thế giới đó, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, liên tục không ngừng, bao nhiêu công đức đắc được. Nếu đem so với người nghe 10 điều nguyện vương này lọt qua lỗ tai một phen thì công đức ở trên không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến cũng không bằng 1/1 yêu ba ni sa đà công đức nghe 10 điều nguyện vương này. Bởi vậy cho nên thiện nam tử, người đối với nghĩa này nên biết ta nói như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng bảy báu tốt đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới vô lượng vô biên, bất khả thuyết cõi Phật, đầy khắp mười phương, và đồ tối thắng an lạc của trời người bố thí cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đó. Bố thí có ba thứ: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí có nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân tâm tánh mạng của ta, như bố thí mắt tai mũi lưỡi, đầu não, xương tủy. Ngoại tài là tài sản bên ngoài thân, như đất nước, vợ con, tiền tài, vật chất. Pháp thí là bố thí pháp, như giảng kinh, thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe pháp, đều gọi là pháp thí. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng hơn hết. Bố thí pháp hơn hẳn bố thí tài, bất quá thuyết pháp nhất định phải đối cơ chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp từng bước minh bạch Phật pháp mà khai ngộ. Vô ý thí là khi người ta gặp tai nạn rủi ro, hoặc gặp ma quỷ, hoặc bọn cướp, lúc đó người ta sợ hãi nguy hiểm, bạn nên an ủi họ, kêu họ niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Niệm danh hiệu Phật thì sẽ không còn sợ hãi nữa, đây gọi là vô ý thí. Nếu như có người hành Bồ Tát Đạo, bố thí đủ thứ cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đã nói ở trên, và đem đủ thứ vật cúng dường lên tất cả chư Phật Bồ Tát trong tất cả thế giới đã nói ở trên, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, công đức đắc được rất nhiều. Bố thí chẳng phải bố thí một ngày hoặc hai ngày thì ngừng, mà là bố thí liên tục không ngừng, thời gian lâu dài, số đại kiếp nhiều như số hạt bụi. Lại nếu đem so sánh với người tụng niệm 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, do đó có câu: một khi lọt qua tai vĩnh viễn là hạt giống đạo, một khi lọt qua lỗ tai thì vĩnh viễn trở thành hạt giống bồ đề. Hết thảy công đức này so với ở trên bố thí vô lượng vô biên thế giới thì công đức ở trên không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến cũng không bằng 1/1 yêu ba ni sa đà công đức nghe 10 điều nguyện vương này. Tại sao công đức 10 điều nguyện vương này lớn như vậy? Vì công đức bố thí chỉ có thể cứu thân người, cứu mạng người là thuộc về tài thí, còn 10 điều nguyện vương này là thuộc về pháp thí. Pháp thí là tu quán phổ hiền, 10 đại nguyện vương còn gọi là quán phổ hiền, còn gọi là sám phổ hiền. Tu quán pháp này thì một là vô lượng là một, một là pháp giới là một. Lễ một vị Phật là lễ pháp giới vị Phật, lễ pháp giới vị Phật là lễ một vị Phật. Cho nên lễ kính chư Phật có công đức này vô cùng vô tận, nên công đức đặc biệt lớn. Nếu tu pháp này thì hạt giống bồ đề ngày ngày tăng trưởng, quả vị bồ đề chẳng bao lâu sẽ thành tựu, cho nên công đức này đặc biệt lớn. Hoặc lại có người dùng tâm tin thâm sâu đối với những đại nguyện này, thọ trì đọc tụng cho đến biên chép một bài kệ 4 câu thì sớm trừ diệt được nghiệp tội, 5 tội vô giá.